Họ cũng treo quần áo bán ngoài đường như vậy nè. Còn đây là cái chỗ người ta ghé vào người ta ăn sáng. Họ đứng họ xếp hàng và chờ đợi mua những cái món này. Chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way Fly hay là Linh Hà Lan. Đây là buổi sáng đầu tiên cô bạn Linh lấy xe chở Linh đi ăn sáng. Linh nghĩ là chỉ giống như bên Sài Gòn của mình lái một đoạn nhỏ hoặc là mình đi bộ vòng vòng là sẽ đến cái nhà hàng mình ăn sáng. Nhưng không phải, chắc là cô bạn mình muốn giới thiệu cho mình một cái chỗ đặc biệt hay là một cái khu gì đó mà cô ấy lái xe rất là xa để đi tới cái chỗ ăn sáng. Cô ấy nói là mình sẽ đi ăn sáng ở Starbucks. Linh thú thật với cả nhà là Linh không có chuộng ăn uống ở Starbucks hay là McDonald's. Tại vì hai cái chỗ này Linh thấy là khẩu vị của họ không có hợp với Linh. Linh cũng không thích uống gì ở đó cả. Linh rất là ít, gọi là cái tỷ lệ mà để đi ăn sáng ở Starbucks hoặc McDonald's trong suốt cả cuộc đời của Linh cho đến bây giờ, Linh nghĩ là chỉ là trên đầu ngón tay thôi. Trừ khi Linh không có một sự lựa chọn nào cả, rất là đói và không có một cái thức ăn nào bên cạnh hết thì Linh sẽ ăn ở hai chỗ này. Còn nếu mà có sự lựa chọn thì Linh sẽ hoàn toàn từ chối. Nhưng mà mình đi với bạn của mình để cho cô ấy lựa chọn. Nếu không thì mình cảm thấy là mình sẽ giống như là gây một cái trở ngại cho người bạn của mình, vì mình là khách cho nên mình sẽ không đòi hỏi hoặc là đưa ra ý kiến gì nhiều cả. Với lại đây là một cái nơi mới của mình thì thôi mình ngồi để cho cô bạn mình chở mình đi, mình vừa quan sát và vừa thưởng thức cái món mà mình không thích lắm, mình coi thử xem cái cảm giác của mình nó như thế nào. Các bạn thấy trong clip của mình không? Thì ở cái đường phố Jakarta này có rất là nhiều cây xanh. Thật là vui khi họ cũng quan tâm tới môi trường. Tuy nhiên nếu mà để giảm cái độ nóng ở cái thành phố này thì Linh nghĩ là họ vào trong một cái rừng như vậy thì mới đủ đem tới cái khí oxy và cái sự mát mẻ cho thủ đô của họ. Mọi người thấy ở đây có những cái tòa nhà cao tầng hoặc là những cái tòa nhà cấp 4 và những cái kiểu nhà khác xen kẽ với nhau. Nó giống như là ở bên Việt Nam của mình. Chứ không phải ở châu Âu. Châu Âu mọi người sẽ thấy cái đường phố của họ thì cái nhà nó gần như cái kiểu giống nhau quá cả nhà. Nó có một cái kiến trúc cố định. Còn bên mình thì nó bên mình và cả bên này luôn, nó vừa hiện đại và nó có nhiều cái gọi là cái xây nhà theo sở thích chứ không phải xây nhà theo một cái quy trình nào cả. Đường phố Jakarta thì có rất nhiều xe hơi như mọi người đã thấy trong clip này hoặc là trong clip khác. Thì Linh có một cái thắc mắc nhỏ như vậy là mình coi trên cái Wikipedia thì cái tỷ lệ GDP của hai nước Việt Nam và Jakarta nó không có Indonesia nó không có quá khác nhau. Nhưng mà cái tỷ lệ để mà chạy xe hơi trên đường phố thì bên này rất là nhiều và bên Việt Nam của mình ít hơn. Mọi người thấy ở đây cũng có xe gắn máy và họ cũng chạy xen kẽ, họ cũng chạy lách qua lách lại giữa những cái làn xe hơi. Nơi này thì cái đường xanh rì. Linh cũng rất là thích để đi xuống mướn một chiếc xe máy, tự mình chạy, tự mình tham quan. Tuy nhiên với cái đường phố này Linh nghĩ chắc chắn là mình sẽ bị lạc mà thôi. Lúc đó sẽ lại gây phiền phức cho bạn của mình nữa. Nên thôi, lần này mình đi một mình. Mình sẽ nhờ cô bạn của mình làm hướng dẫn viên du lịch cho cái kỳ nghỉ đặc biệt này. Còn nếu mình có dịp đi với gia đình của mình thì mình chắc chắn sẽ mướn xe máy để đi tham quan từng ngõ ngách ở Jakarta. Đất bên đây màu đỏ cộng với cái thời tiết hanh khô, nó làm cho con đường có rất là nhiều hạt bụi li ti. Cảm giác lúc nào cái người của mình nó cũng bị bám bụi. Ở xung quanh cái con đường này thì nằm ở phía bên ngoài khu trung tâm, nhà thưa chứ không có sát vào nhau. Và có những cái kiểu nhà mọi người thấy là rất là đặc trưng của Indonesia. Cũng có những nhà mái ngói, những cái ngôi nhà lợp bằng tôn, rồi có những cây chuối xen kẽ thì làm cái cảm giác của mình nó rất là thân thuộc. Giống như những cái clip khác, Linh quên nói lại Linh quên nói cho mọi người, bây giờ Linh nói lại một lần nữa là Linh rất là hiếm thấy xe đạp ở cái thành phố này. Chỗ này thì đoạn đường nó bê tông nhiều cho nên Linh quay hơi nhanh để cho mọi người xem tổng quan cái thành phố này thôi, chứ không phải zoom vào mấy cái gọi là cái chi tiết để mọi người nhận biết nó như thế nào, chỉ là để xem sơ lược qua mà thôi. Linh bị kẹt xe rồi nè cả nhà. Mọi người nhìn thấy xung quanh xe rất là đông không? Nhưng mà nhích được, chứ không phải là kẹt cứng luôn. Trời lại Phật là đừng có bị kẹt cứng nha. Linh nghe kẹt xe mấy tiếng đồng hồ là Linh sợ lắm rồi. Kế bên là xe bus đó cả nhà. Linh cũng muốn thử đi xe bus, nhưng mà bạn Linh cản. Bạn Linh nói để đi được, tìm được cái xe bus rồi đi tìm cái trạm của nó cũng rất là mệt mỏi, cho nên nói lần này Linh thôi chỉ khám phá bằng xe hơi chứ không có dịp đi cái phương tiện công cộng. Mong là khi đến một cái thành phố khác ở khu vực Indonesia này, Linh sẽ được đi phương tiện công cộng và Linh sẽ quay cho mọi người xem là phương tiện công cộng bên đây như thế nào. Cuối cùng thì tụi mình cũng tới tiệm Starbucks. Ở trong này cũng không có đông lắm và thấy cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn, nhưng được cái là nó rộng, nó thoáng, cho nên nhìn mát mẻ. Bạn mình sẽ tới đây order, còn mình thì đi vòng vòng để quay phim cho cả nhà xem. Đây là cái khu vực phía ngoài, cũng có người chịu ngồi ở phía ngoài để uống cà phê đó chứ, tại vì mình thấy quá nóng đi. Đây có thể là cái khu vực ăn uống hoặc là khu vực gọi là mua sắm gì đó cả nhà. Vì ở đây Linh thấy cái tòa nhà này rất là rộng, rất là dài. Ở kế bên Starbucks, Linh thấy có bán những cái quán ăn như thế này. Rất là tiếc là Linh đã mua bánh mì cho mình rồi. Nếu mà Linh mua thêm ở đây nữa thì sẽ ăn không hết. Tại vì chút xíu nữa tụi Linh sẽ đến ăn trưa ở một cái nơi khác. Bạn Linh nói là tới đó sẽ có nhiều cảnh đẹp để quay, cho nên các bạn hãy chờ đón của cái cảnh đó trong clip khác của Linh nha. Mọi người xếp hàng ở đây, Linh không có dám vào quay cận tại vì mình không có mua cái gì cả. Mình mới nữa, mình không biết tính tình của người Indo như thế nào, mình ngại đi vào người ta la mình chết luôn. Thì ở cái cạnh bia bia này mình quay lén lén thì mọi người thấy họ có bán bánh bao, một vài cái loại bánh mà mình nhìn thấy á, cảm thấy là dễ ăn hơn là mình tưởng tượng. Tuy nhiên không có thử thì không biết nó như thế nào. Phía bên ngoài người ta ngồi, người ta nghỉ mát và người ta chờ đợi. Mọi người thấy xe hơi kinh khủng không? Rất là nhiều luôn. Thì đương nhiên như là Linh đã nói ở đầu cái clip, ở bên đây người ta chạy xe hơi nhiều thì tất nhiên đến cái chỗ nghỉ ngơi, bãi đậu xe cũng dày đặc xe hơi luôn. Ở phía dưới này chắc còn nhiều cái để xem lắm. Tuy nhiên Linh không có đi đến phía dưới này, thì hẹn mọi người vào clip khác. Nếu có dịp trở lại đây, Linh sẽ quay cho mọi người xem cái khúc dưới này nó như thế nào nha. Mình tới khu vực khác của Jakarta. Chỗ này người ta treo quần áo bán như thế này, giống như bên Việt Nam mình. Và có những cái tiệm bán đồ ăn uống như thế này đây. Chỗ này thì có nhiều xe gắn máy hơn là những cái khu vực khác. Thì Linh nghĩ đây là cái khu vực bình dân của thủ đô Jakarta. Nhà ở đây cũng nhỏ chứ không phải là rất lớn. Kia họ treo những cái túi gội đầu ở ngoài đường như vậy. Và cạnh đây thì bạn Linh nói cái chỗ này nè là người ta cầm đồ đó cả nhà. Mình thấy cái tiệm cầm đồ nó cũng lạ đó, là giống như có cái cửa sắt như thế này để bảo vệ cái phía bên trong. Mình không biết là tại sao họ lại làm như vậy. Mọi người thấy ở Jakarta mà có những cái khung cảnh như vậy thì cũng lạ lẫm ha. Thì nói chung là nếu những các bạn nào đã đi nhiều rồi thì sẽ thấy nhiều hơn Linh. Nhưng mà với cái trí tưởng tượng của Linh nghĩ Jakarta là những cái thành phố giống như là rực rỡ lắm, chứ nó không phải có những cái góc khuất như thế này. Khúc này thì bạn Linh chạy hay nhanh cho nên Linh không quay kỹ được. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Chúc cả nhà một ngày thật vui. Và mọi người hãy tiếp tục đăng ký xem kênh của Linh để xem về cái hành trình đi Jakarta của Linh ấy nhé. Bye bye cả nhà.